xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 19 tháng 1 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý. Công việc Vận trình công việc của người tuổi tý trong ngày hôm nay diễn ra không được cân bằng. Con giáp này đặt ra khá nhiều mục tiêu cũng như tham vọng và nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi dự định. Nhưng nếu không biết sắp xếp thời gian hợp lý thì sẽ khó mang lại hiệu quả cao. Tình cảm Phần trình tình cảm buồn bã đau lòng Ngũ hành xung khắc cho thấy chuyện tình yêu đang có nguy cơ đổ vỡ cho cả hai đều đặt cải tôi khá lớn vào trong. Những chú chuột hoàn toàn có thể trung hòa nếu biết nhũng nhường bao dung cho người kia. Tài chính, vận trình ta lọc cỏ lọc thiên tài giúp sức cho người tuổi này mạnh về cảm xúc đôi khi quyết định tùy hưởng cũng có thể mang về khoảng thời rụng rỉnh. cẩn trọng cố gắng lắng nghe và chia sẻ với người khác tuổi giáp tý tài chính ổn định thoải mái chi tiêu tuổi bính tý không nên quá coi trọng bản thân mà xem thường người khác tuổi mậu tý thời điểm thích hợp để tiến hành kinh doanh hoặc mở rộng đầu tư tuổi canh tí, nên suy nghĩ kỹ về hướng đi cho tương lai. tuổi nhâm tí, tình cảm rõ ràng căng thẳng do chiến tranh lạnh. con số may mắn số 6 số 28 màu sắc may mắn màu xanh da trời. quý nhân phù trợ tuổi thân. hai tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra gặp độ khó khăn. Con giáp này đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục hay tạo dựng niềm tin do ảnh hưởng của lục xung. Những chú trâu cần phải thẳng thẳng đối mặt với mọi thứ đang xảy ra. Đó là cách tốt nhất để tiến bộ. Tình cảm Vận trình tình cảm không được may mắn. Người tuổi sủ độc thân khó chinh phục được trái tim của người mình cảm mến. Ngoài ra, bản mệnh còn chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người bên cạnh. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn cách tốt nhất để thảo gỡ các khúc mắc là mạnh dạn đối diện và tìm cách hóa giải cẩn trọng việc tức giận bực tức dễ hại tới bản thân tuổi giáp tý tiên bạc do giàu không lo tụng thiểu tuổi bính tý mâu thuẫn gia đình dễ phát sinh tuổi mậu tý có vấn đề xuất hiện trong gia đình tuổi canh tý làm ăn buôn bản phát đạt tội nhầm tỷ không nên quá coi trọng bản thân mà xem thường người khác con số may mắn số 20 số 98 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi thân hai tử vi hàng ngày của tuổi sửu công việc vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra gặp đủ khó khăn còn giáp này đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục hay tạo dựng niềm tin do ảnh hưởng của lục sông bản mệnh cần phải thẳng thẳng đối mặt với mọi thứ đang xảy ra, đó là cách tốt nhất để tiến bộ. Tình cảm, phần trình tình cảm không được may mắn, người tuổi sửu độc thân khó chinh phục được trái tim người mình cảm mến. Ngoài ra, những chú trâu còn chưa tạo được ấn tượng mạnh mẽ với người bên cạnh. Tài chính, phần trình tài lộc bất ổn, cách tốt nhất để tháo gỡ các khúc mắc là mạnh dạn đối diện và tìm cách hóa giải. Cẩn trọng, việc tức giận, bực tức dễ hại tới bản thân. Tuổi ất sửu cần bình tĩnh để không hành động bốc đồng. Tuổi đinh sửu đừng đưa ra quyết định quá vội vàng. Tuổi kỷ sửu gia đạo kém an yên, vợ chồng cãi vã. Tuổi tân sửu có nhiều chuyện không được giải quyết. Tuổi quỷ sửu dễ phát sinh mâu thuẫn với người thân. Con sổ may mắn số 59, số 76, màu sắc may mắn màu nâu, Quý nhân phù trợ, tội dân. 3. Tử vi ngày của tuổi dân Công việc Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Chính quan nâng đỡ giúp cho con đường công danh của người tuổi này thêm phần may mắn nhờ sự sắp xếp khoa học và hợp lý. Bản mệnh trở nên chủ quan vì chỉ cần lơ đẩn đôi chút cũng có thể gánh lấy hậu quả nặng nề. Tình cảm Vận trình tình cảm có điểm không may, các cặp đôi đang cãi vã cần phải mau chóng làm hòa nếu không muốn tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen vào. Người độc thân dễ gặp rắc rối và bị làm phiền bởi những người mới quen biết. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến, việc kinh doanh buôn bản thuận lợi thấy rõ nhờ nguồn thu nhập rủng rỉnh. Cẩn trọng, tránh kiêu căng, ngạo mạn mà bỏ lỡ thời cơ bên cạnh tuổi giáp dân cần mạnh dạn thực hiện ý tưởng của mình tuổi bình dân tranh cãi không hồi kết nên khó bình yên tuổi mậu dân có nguồn thu nhập ổn định vững vàng tuổi canh dân cần học cách quản lý tài chính cho tốt tuổi nhâm dần đừng cổ chấp mà mắc sai lầm con số may mắn số 1, số 4, màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi tỵ bốn từ về hàng ngày của tuổi Mão công việc vận trình công việc của người tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra không quá lý tưởng những chỗ mèo gặp phải không ít những tai họa vì chưa làm chủ được tình thể cách tốt nhất lúc này là quan sát học hỏi kinh nghiệm để có thể xử lý vấn đề một cách tốt nhất tình cảm Phần trình tình cảm chưa thể trung hòa, ảnh hưởng của ngũ hành một thổ xung khắc khuyên người tuổi mạo không nên lúc nào cũng tự trách mình, bởi lẽ không phải hy sinh nào của bản mệnh cũng được ghi nhận xứng đáng. Ta chỉnh, vận trình ta lọc không tốt, còn giáp này nên có sự đề phòng kỹ lưỡng trước mọi rắc rối trong ngày. Cẩn trọng, giải mắt rắc rối do không kiểm soát cảm xúc cá nhân. Tuổi ất mạo, tình cảm càng ngày càng nồng nàn, tôi đinh mạo tiền bạc kiếm được nhanh chóng Tuổi kỹ mạo tham khảo ý kiến của tất cả mọi người Tuổi tân mạo tránh ký kết hợp đồng trong thời gian này Tuổi quý mạo làm ăn buôn bản cỏ lọc cô sổ may mắn số 4, số 18, màu sắc may mắn màu xanh dương quỹ nhân phù trợ tuổi ngọ năm tứ vi hàng ngày của tuổi thân công việc Vận trình công việc của người tuổi thìn trong ngày hôm nay diễn ra tương đối xuân sẻ. Các kế hoạch của những chú rồng xây dựng vẫn đang tiến triển từng bước một. Bên cạnh đó, với sự nâng đỡ từ quỹ nhân mà người tuổi thìn có thể vươn lên và tạo thành sự khác biệt với những người xung quanh. Tình cảm Vận trình tình cảm đẹp đẽ thăng hoa, người độc thân có cơ hội gặp được người yêu thương mà mình thật lòng. Nhưng Hạnh phúc không phải lúc nào cũng mỉm cười, nhắc nhở bản mệnh cần phải có lập trường dù cho là có tình cảm. Tài chính, phần trình ta lọc ổn định, bản mệnh không có nhiều nỗi lo khi nguồn thu nhập được duy trì ổn định. Cẩn trọng, tránh ôm đồm nhiều thử cùng một lúc vì sẽ gây ra sự mệt mỏi. Tuổi giáp thân, phát sinh mâu thuẫn với những người xung quanh. Tuổi bình thân, sức khỏe kém, dễ mắc bệnh dạ dây. Tuổi mậu thân không nên xem nhẹ gấp ý của người khác. Tuổi canh thân nên cân bằng cuộc sống và công việc. Tuổi nhâm thân đừng hàm công tiết việc quá mức. Con số may mắn số 74, số 3. Màu sắc may mắn màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi hợi. 6. Tử vi ngày của tuổi tỵ công việc Phần trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra gặp nhiều may mắn, tam hội giúp sức nên người tuổi tỵ làm việc gì cũng có quý nhân nâng đỡ tận tình. Nhưng bản mệnh tuyệt đối không được ỷ lại vào sự giúp đỡ đó nếu không muốn rơi vào tình thể khó. Tình cảm, Phần trình tình cảm vô cùng tươi sáng, người tuổi tỵ bắt đầu cởi mở và thoải mái hơn khi nhắc tới chuyện tình yêu. Mọi sóng gió gần như đã đều được ổn thỏa đem lại cho bản mệnh niềm vui mới vào hạnh phúc. Tài chính Vận trình ta lọc khởi sắc nhờ có nguồn thu nhập rủng rỉnh mà người tuổi tỵ có thể thoải mái chi trả cho các nhu cầu cá nhân. Cẩn trọng Tập cho mình thói quen bày tỏ suy nghĩ mong muốn của bản thân. Tuổi ất tỵ tị, tình yêu có được sao bao sóng gió. Tuổi đinh tỵ hãy yêu thương nhau như ngày mới bắt đầu tuổi kỷ tỵ có được tình yêu sau bao khó khăn và dòng tổ tuổi tân tỵ hại nắm bắt hạnh phúc ngay khi có thể tuổi quý tỵ dễ mãn nguyện với những gì đang có và không muốn cố gắng con số may mắn số 4, số 9, màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi tuất bảy tứ vi ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng trôi chảy. Còn giáp này có thêm nguồn năng lực dồi dào để thực hiện các dự định còn đang dang dở. Nhưng không vì thế mà người tuổi ngọ được phép chủ quan lờ là trong mọi việc. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút nhạy cảm, còn giáp này thường xuyên bày tỏ sự ưu phiền, ủ dột khi gặp điều không như ý. Đôi khi đối phương đi làm về trễ một chút cũng khiến bạn hoài nghi về mức độ trung thủy ở họ. Tài chính, vẫn trên ta lọc dồi dâu, dò, ngũ hành tương sinh đem lại nguồn thu nhập khá rủng rỉnh nên bớt áp lực về tiền bạc. Cẩn trọng nên kiên nhẫn hơn để theo đuổi ước muốn của mình vì cơ hội không chờ đợi ai bao giờ. Tuổi giáp ngọ, tiểu nhân lừa gạt tiền bạc. Tuổi bính ngọ, trò chuyện nhiều hơn với người thân gia đình. Tuổi Mậu Ngọ cần thắt chặt chi tiêu chở hoàng phí. Tuổi Canh Ngọ có nhiều cơ hội để nắm lấy hạnh phúc. Tuổi Nhâm Ngọ tiền bạc hao tổn do thiếu sản xuất. Con số may mắn Sổ 90, số 22, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ. Tuổi Tý. 8. Tử vi ngày của tuổi Mùi. Công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đang sen. Tỷ kiên xuất hiện nhắc nhở những chú dê tránh ngoan cổ mà hãy để mọi thứ dừng lại ở việc bảo vệ cho lý lẽ của mình. Ngoài ra việc học cách lắng nghe giúp cho bản mệnh có thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm có ít xáo trộn, tuổi mùi và nửa kia vẫn đang chung sống hòa thuận với nhau dù có những lời qua tiếng lại bản mệnh tin rằng với nỗ lực vun vén tình cảm của cả hai thì không ai có thể làm phiền. Tài chính, phận trình ta lộc dư giả, thu nhập rủng rỉnh đem lại cho người tuổi môi cuộc sống ổn thỏa. Cẩn trọng, cảm giác bất an kéo dài, đề phòng cãi vã hay mâu thuẫn. Tuổi ất môi, công việc bề bộn khó bề rảnh rang. Tuổi đinh mùi, sức khỏe tổn hao, dễ mệt mỏi. Tuổi kỷ môi, tinh thần căng thẳng do áp lực kéo dài. Tuổi tân môi nên biết mục tiêu của mình nằm ở đâu. Tuổi quỷ môi nên có sự nỗ lực để vượt qua khó khăn hiện tại. Con số may mắn, số 20, số 38, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão. Chính, tứ viên ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra có chút bấp bênh. Còn giáp này được khuyên nên nâng cao ý thức kỷ lực cá nhân khi có thường quan xuất hiện. Cảm dỗ tiền bạc, danh vọng khắp nơi nên nếu không vững vàng rất dễ xa ngã. Tình cảm vận trình tình cảm thuận lợi như ý. Ngũ hành tương sinh là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi chữa lành vết thương trong tình cảm. Còn người độc thân cần mở lòng mình hơn để nhận được quan tâm từ người ấy tài chính vận trình tài lộc ổn định thu nhập ổn định nên con giáp này hoàn toàn có thể làm chủ các khoản chi tiêu trong ngày cẩn trọng chú ý duy trì chế độ ăn uống khoa học và đủ chất dinh dưỡng tuổi giáp thân có nguy cơ mất tiền mất của tuổi bính thân tình cảm thăng hoa rực rỡ tuổi mậu thân đào hoa nở rộ tình yêu chấp cánh tuổi canh thân cần tạo khoảng cách an toàn với những người xung quanh tuổi nhằm thân phát sinh mâu thuẫn với người bên cạnh. Con số may mắn số 29, số 11, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 10. Tử vi ngày của tuổi giàu Công việc Vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối sáng lạng. Thực thần xuất hiện mang tới cho người tuổi này không ít những cơ hội và niềm tin củng cố giúp cho con giáp này vượt qua mọi thách thức. Tuy nhiên, đôi lúc việc cứng nhắc và chủ quan còn khiến mọi thứ chuyển biến xấu đi. Tình cảm, vận trình tình cảm đẹp đẽ hài hòa, cả hai hiểu được đối phương đang nghĩ gì và mong muốn điều gì phía sau nụ cười cưỡng gạo. Nhờ đó mà các cặp đôi có thể dễ dàng hàn gắn tình cảm theo thời gian. Tài chỉnh, vận trình tài lộc rực rỡ, còn giấc này có thể cải thiện nguồn tiền bạc của mình trong ngày hôm nay nhờ có quý nhân tương trợ cẩn trọng tránh lãng phí thời gian và công sức cho những mối quan hệ không đáng tuổi ất dậu cần phải quyết đoán và sản xuất tuổi đinh dậu trở nên để tiền bạc cho đi trong chớp mắt tuổi kỷ dậu tình cảm đã chín môi tuổi tân dậu đừng quên nói lời yêu thương tuổi quý dậu có nhiều cơ hội để có được nhiều điều mình mong muốn. Con sổ may mắn, số 4, số 17, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tổ sổ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất Công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra có chút khép minh. Tử vi ngày hôm nay chỉ cho người tuổi tuất để luôn được sáng tỏ và tỏ sáng không nên cổ chấp hay cứng đầu. Ngoài ra sự khiêm tốn và kiên trì còn giúp cho người tuổi này đạt được kha khá thành công trong cuộc sống. Tình cảm Vận trình tình cảm cần chút riêng tư. Ngay cả các cặp đôi yêu nhau lâu ngày cũng cần cho đối phương một chút khoảng trống trong mỗi quan hệ để hạn chế được phiền phức. Người độc thân có thể tìm được người thương trong các mối quan hệ sẵn có. Tài chính, vận trình ta lọc không tệ người tuổi tuất nhanh chỉ tìm thêm các dự án kiếm tiền khác nhờ vậy mà nguồn thu nhập khá hơn cẩn trọng cần học cách nhường nhịn bao dung hơn trong các mối quan hệ tuổi giáp tuất trở nên để mình làm điều mù quáng tuổi bình tuất cần phải bình tĩnh chớ nóng vội tuổi mậu tuất có những chuyện cần mắt thấy tai nghe tuổi canh tuất tránh tự phức tạp hóa vấn đề Tuổi nhằm tuất đừng để bản thân rơi nước mắt con sổ may mắn sổ 70 sổ 93 màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi dân 12 tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra hành thông thuận lợi và dễ dàng vận may mang lại khá nhiều tình vui cho những ai đang làm trong lĩnh vực kinh doanh Chỉnh sự tự tin, bản lĩnh cao đã đưa con giáp này tới gần hơn với thành công. Tình cảm, vận trình tình cảm lạc quan, tươi sáng. Tam hợp quý nhân giúp đỡ cho người tuổi này dễ dàng tìm được tình yêu nhưng vẫn nơi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng. Việc dễ dàng chấp nhận ai đó cũng khiến cho người trong cuộc chịu nhiều tổn thương. Tài chính, vận trình tài lộc có điểm nhẫn, nguồn thu nhập có khả năng tăng cao nhờ các khoản thu rụng định cẩn trọng dù làm việc gì cũng cần phải lấy chữ tính làm trọng Tuổi ất hại tình cảm thăng hoa rực rỡ tội tinh hại thực tại không như ý muốn dễ gây nản lòng Tuổi kỷ hại chiến tranh lạnh trong mối quan hệ vợ chồng Tuổi tân hại cần dành thêm thời gian cho gia đình Tuổi quỷ hại đừng quên tâm sự chia sẻ với người mình yêu con số may mắn số 88 số 34 màu sắc may mắn màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tý